một ngôi sao sáng chói của sân khấu cải lương. Người đã là thần tượng của bao khán giả. Đến với chuyện của sau, nghệ sĩ Thanh Hằng. Chào quý vị khán giả thương yêu, lời chào trân trọng nhất. Cùng với những tâm tình của một đời nghệ sĩ, với những lựa chọn đôi khi đau lòng nhưng không thể tránh được. Cuộc đời làm mẹ là chỉ phải có sự hy sinh thôi. Có sự hy sinh mình mới có hạnh phúc. Cái gì mình cũng muốn hết á thì chắc là có lẽ là không được. Thôi thì bây giờ mình mất cái này mình sẽ có cái khác. Đón xem chuyện của sau cùng nghệ sĩ Thanh Hằng. Được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 11 tháng 5 năm 2019, chỉ có trên VTV9.